Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp về tình hình xung đột tại Ukraine. Sau đây là phần tin chi tiết. Mỹ cấm nhập khẩu dầu khí Nga, thị trường ngấm đòn tức thì. Tổng thống Joe Biden tuyên bố cấm nhập khẩu dầu khí Nga vào Mỹ, khiến giá xăng ở thị trường này lập đỉnh hôm 8 tháng 3. Hôm nay tôi tuyên bố rằng Mỹ đang nhắm mục tiêu vào huyết mạch chính của nền kinh tế Nga. Chúng tôi đang cấm tất cả các hoạt động nhập khẩu dầu khí và năng lượng của Nga. CNN dẫn lời Tổng thống Biden phát biểu từ Nhà Trắng điều đó có nghĩa là dầu của nga sẽ không còn được chấp nhận tại các cảng của mỹ và người dân mỹ sẽ giáng một đòn mạnh nữa vào bộ máy của nga các lệnh trừng phạt đối với ngành dầu khí nga đã từng được coi là không có cơ sở khi các quan chức ở mỹ và châu âu lo lắng về sự gia tăng đột biến giá trị toàn cầu nhưng áp lực ngày càng gia tăng đối với ông biden để hành động bao gồm cả từ tổng thống Ukraine và các nhà lập pháp mỹ của cả hai đảng mỹ dự kiến sẽ thực hiện hành động này một cách đơn phương mà không có các đồng minh châu âu do bất đồng giữa các quốc gia châu Âu về việc có nên cấm nhập khẩu năng lượng của Nga hay không. Các nước EU phụ thuộc năng lượng của Nga nhiều hơn so với Mỹ. Không lâu trước khi tuyên bố của ông Biden, Vương quốc Anh thông báo có kế hoạch loại bỏ dần việc nhập khẩu dầu của Nga vào cuối năm nay. Ông Biden nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình rằng quyết định của ông có thể gây tổn thương cho nước Mỹ. Chiến của Nga đã gây thiệt hại cho các gia đình Mỹ tại các trạm bơm xăng. Kể từ khi ông Putin bắt đầu tập trung quân đội ở biên giới Ukraine, ngay từ thời điểm đó, giá xăng ở Mỹ đã tăng 75 cent và với hành động này, giá xăng sẽ còn tăng cao hơn nữa. Tôi sẽ làm mọi thứ để có thể giảm thiểu việc ông Putin làm tăng giá tại quê nhà, ông Biden nói. Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo các công ty về việc lợi dụng đẩy giá trong thời kỳ khủng hoảng. Tôi muốn nói với các công ty dầu khí và các công ty tài chính rằng chúng tôi hiểu cuộc chiến ở Ukraine đang khiến giá cả tăng lên. Chúng tôi hiểu điều đó, đó là điều hiển nhiên, nhưng không phải vì cớ đó mà tăng giá quá mức hoặc tăng lợi nhuận hoặc lợi dụng tình trạng này và lợi dụng người tiêu dùng Mỹ. Cuộc chiến của Nga đang khiến chúng ta phải trả giá đắt và không có thời gian để trục lợi hoặc đẩy giá cả, ông Biden nói. Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá nhiên liệu ở Mỹ tăng chóng mặt trong khi thị trường dầu mỏ toàn cầu cũng rúng động. Theo RT, giá xăng ở Mỹ đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại vào sáng ngày 8 tháng 3, lên tới 4,17 đô la Mỹ một gallon, tức 3,8 lít. Theo dữ liệu từ Hiệp hội ô tô Hoa Kỳ AAA, tổ chức theo dõi giá tại hơn 60.000 trạm xăng trên cả nước, đây là giá xăng trung bình cao nhất trong lịch sử Mỹ. Kỷ lục trước đó được ghi nhận vào năm 2008 khi giá xăng ở Mỹ tăng lên 4,11 đô la Mỹ một gallon. Giá dầu trên thị trường thế giới cũng tăng chóng mặt, giá dầu Brent tăng 7,3% vào ngày 8 tháng 3, giao dịch ở mức 132,28 đô la Mỹ một thùng vào khoảng 13 giờ GMT. Giá dầu WTI tăng vọt 7,6% lên 128,51 đô la Mỹ một thùng. Ngày 7 tháng 3 trước đó, cả dầu Brent và VGT đều vượt ngưỡng 130 đô la Mỹ một thùng, lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2008. Theo Thượng nghị sĩ Chris Kuhn, Đảng Dân chủ bang Delaware, người Mỹ sẽ phải trả giá cho cái gọi là đứng lên giành tự do trong những tuần tới vì các lệnh trừng phạt dự kiến sẽ tăng giá năng lượng tăng vọt trên toàn thế giới. Trước thông báo của ông Biden, Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ nói với CNN rằng giá dầu rất có thể tăng gấp đôi lên 300 đô la Mỹ một thùng và giá xăng tăng hơn gấp 3 lên 10 đến 14 đô la Mỹ cho mỗi galon. Ông Kunz còn cho biết hậu quả từ cú sốc sẽ được cảm nhận trên toàn thế giới. Nhập khẩu của Mỹ từ Nga chỉ một phần nhỏ trong danh mục năng lượng của Mỹ, khoảng 8% năm 2021, trong đó chỉ khoảng 3% là dầu mỏ. Các quan chức kinh tế của Nhà Trắng đã làm việc trong hơn một tuần để tìm cách quản lý bất kỳ quyết định cắt giảm nhập khẩu nào. Bộ Năng lượng báo cáo rằng trong hai tuần cuối tháng 2, nhập khẩu dầu của Nga giảm xuống không do các công ty Mỹ cắt đứt quan hệ với Nga thực hiện hiệu quả lệnh cấm của chính họ. Các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp dụng đối với Nga sau cuộc tấn công Ukraine cho đến nay đã miễn trừ xuất khẩu dầu. Ông Biden cho biết gói trừng phạt kinh tế và kiểm soát xuất khẩu mà Mỹ áp đặt lên Nga đã gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế Nga và đồng rúp Nga đã giảm tới 30% kể từ khi ông Putin tiến hành cuộc tấn công của Ukraine. Một đồng rúp bây giờ có giá trị không bằng một đồng xu Mỹ, ông Biden nói. Tổng thống cho biết Nga sẽ không thể tăng giá đồng rúp vì phương Tây đã loại các ngân hàng lớn nhất của Nga khỏi hệ thống tài chính quốc tế. Tổng thống lưu ý các công ty lớn đã tạm ngừng dịch vụ của họ tại Nga, bao gồm Visa, Mastercard, American Express, Ford, Nike và Apple. Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh doanh và Năng lượng Anh Kwasi Kwanteng thông báo hôm 8 tháng 3 rằng Anh sẽ loại bỏ dần việc nhập khẩu dầu và các sản phẩm dầu của Nga, chẳng hạn như dầu diesel, vào cuối năm nay. Thông báo về biện pháp này trên Twitter, Bộ trưởng Kwanteng nói giai đoạn chuyển đổi sẽ cho thị trường doanh nghiệp và chuỗi cung ứng có đủ thời gian để thay thế hàng nhập khẩu của Nga, chiếm 8% nhu cầu của Vương quốc Anh. Khoa Thân nói thêm rằng chính phủ sẽ tiếp tục nhập khẩu từ các đối tác tin cậy như Mỹ, Hà Lan, Vùng Vịnh đang tìm kiếm các giải pháp lựa chọn để ngừng nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga chiếm 4% nguồn cung cấp của Anh. Trong khi Bộ trưởng Khoa Thân nhấn mạnh rằng dầu của Nga chỉ chiếm 8% nhu cầu của Anh. Một báo cáo của Bloomberg trước đó lưu ý rằng lệnh cấm cũng sẽ bao gồm các sản phẩm dầu tinh chế như dầu diesel. Nga hiện cung cấp khoảng 1 phần 3 lượng dầu diesel nhập khẩu của Anh, với giá dầu diesel hiện đã đắt hơn khoảng 45% so với giữa năm 2020 và cứ 10 người Anh thì có gần 4 người lái xe chạy bằng động cơ diesel. Tác động của lệnh cấm có thể sẽ ảnh hưởng nặng nề đến những người lái xe ô tô cuộc xung đột giữa nga và ukraine đã và đang gây tác động lớn đối với nhiều lĩnh vực đặc biệt là thương mại nông sản và thực phẩm và đẩy giá năng lượng tăng cao qua đó ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người dân quỹ tiền tệ quốc tế imf đã cảnh báo những tác động kinh tế toàn cầu do nga căng thẳng với ukraine thì sẽ trở nên trầm trọng hơn nếu xung đột leo thang Căng thẳng Nga-Ukraine vốn đã đẩy giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt, với giá dầu lên tới gần 120 đô la Mỹ một thùng, làm gia tăng lạm phát trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn đang chật vật phục hồi từ đại dịch COVID-19. IMF cảnh báo nếu xung đột leo thang, thiệt hại kinh tế sẽ càng nghiêm trọng hơn khi các cú sốc về giá cả hàng hóa sẽ gây tác động trên toàn thế giới, đặc biệt là đối với các hộ gia đình nghèo. Các biện pháp trừng phạt chưa từng có nhằm vào Nga cũng sẽ tác động đáng kể đến nền kinh tế toàn cầu và thị trường tài chính. Sự khan hiếm và gián đoạn nguồn cung có thể đặc biệt nghiêm trọng đối với các quốc gia có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Ukraine và Nga. Nga tuyên bố dừng cung cấp khí đốt vô thời hạn cho Đức và Ba Lan qua đường ống Yaman, chạy từ Siberia qua bán đảo Yaman sang hai nước này. Đường ống Yaman là một trong bốn đường ống dẫn khí đốt từ Nga cấp cho EU và Thổ Nhĩ Kỳ và đường ống này chỉ chiếm có 15% tổng khí đốt xuất khẩu của Nga sang EU. Động thái của Moscow được đánh giá là đòn thăm dò để các nước châu Âu có nhượng bộ và đi vào đàm phán thực chất với nga không ai khác đức nền kinh tế đầu tàu của châu âu là quốc gia nhận thức được nhất trạng thái dễ bị tổn thương trước việc bị cắt giảm nguồn cung khí đốt Tôi rất tiếc khi phải nói điều này. Đó là Đức phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng của Nga. Như tôi đã nói ở đây, chúng tôi nhập khẩu 55% khí đốt, 50% than và 35% dầu từ Nga. Chính vì vậy, tham vọng của chính phủ là trở nên độc lập về năng lượng càng nhanh càng tốt và giành được chủ quyền chiến lược. Xét trên quy mô chung, EU phụ thuộc vào Nga 40% nhu cầu tiêu thụ khí đốt và 25% về dầu lửa do đó nếu mỹ và eu không đáp ứng các yêu cầu đàm phán từ phía nga nhiều khả năng moscow sẽ áp dụng các đòn mạnh hơn kể cả việc cắt đứt hoàn toàn việc xuất khẩu năng lượng của nga cho eu và mỹ NATO phải đảm bảo xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ không vượt ngoài biên giới của Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Latvia Egins Levis ở thủ đô Riga vào ngày 8 tháng 3. NATO đã tập trung thêm hàng nghìn binh lính tới Sườn Đông trong bối cảnh giao tranh dữ dội giữa quân đội Nga và quân đội Ukraine. Tổng thư ký NATO cũng nhấn mạnh, liên minh này sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất của Latvia cũng như từng tấc đất trên toàn lãnh thổ của liên minh. Những gì chúng ta hiện chứng kiến ở Ukraine. Điều đó ảnh hưởng tới tất cả chúng ta. Vì thế, chúng ta phải có trách nhiệm đảm bảo xung đột sẽ không leo thang và vượt ngoài Ukraine.